Leo lớp giỏi Minh Khải thực sự rất là hào hứng cũng như là rất là phấn khích. Tại vì cái trò chơi mà tắm bột hoặc lăn bột mình nghĩ là trên game show trước giờ mình coi thôi. Và bây giờ mình được trải nghiệm thực tế luôn nha mọi người. Nói chung là Nó cứng bây giờ mình nghĩ là bột mềm nó không có đâu. Khi mà nó vô cái cổ họng nha, nó cứng ngắc luôn. Cứng ơi à. Khi mà nó vô cái cổ họng nha, nó cứng ngắc luôn. Cứng ơi à. Nó cứng luôn. Quan trọng là tụi mình nó phải cảm ơn các anh chị ekip đã cùng cực với mình tới giờ này, đúng không? Mấy số rồi. Đó, mọi người vẫn đang dọn đồ nè. Mọi người là những người tới sớm nhất mà cũng là người tới về trễ nhất. Đúng rồi. Phải dọn hết rồi mọi người mới về được. Rồi mình cắt lại đây chị camera ngoài tai nó bị chắc là. Không, mình phải nói nhiều mình có cắt được. Chắc là để mọi người dọn đồ đi. Rồi mình về mình dọn đồ của mình. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người?
Hello. Sao kiểu cái nào? Đây có cái quả ăn bánh này này. Nhìn anh ấy như bị ai đấm cho chảy hết máu mồm. Ủa như bạn chảy máu mồm hả? Không, đó không. Xin chào mọi người, vậy là đã kết thúc một cái buổi chơi trò chơi ở lớp học Hoàng Mỹ. Thì Tony Phước Sang cảm thấy là mọi người chơi rất là vui, rất là lầy. Và hy vọng là sẽ có nhiều dịp để mà có thể quay trở lại lớp học Hoàng Mỹ và kết hợp với lại các bạn ở đây. Còn Ozzy Hà My thì cảm thấy sau một ngày chơi mình, tuy là mình rất là mệt rồi nhưng mà đổi lại mình cũng có rất là nhiều niềm vui, đúng không mọi người? Trời ơi, mọi người ở đây ai cũng dễ thương hết trơn á, ai cũng đúng rồi, đầy năng lượng luôn. Trời, mọi người giống như là có thể trò chuyện với nhau nè, trời, văn miếng, thả miếng với nhau cả ngày luôn mà giống như không mệt gì á. Nhờ cái năng lượng đó mình cảm thấy là tụi mình rất là được tiếp đón, rất là được chào đón ở đây luôn. Là một điều mà lớp Manto Gang tụi mình rất là cảm thấy cảm kích. Còn á, còn Liêu lớp hả? Liêu lớp Võ Minh Khải thực sự rất là hào hứng cũng như là rất là phấn khích. Tại vì cái trò chơi mà tắm bột hoặc lăn bột mình nghĩ là trên game show trước giờ mình coi thôi. Và bây giờ mình được trải nghiệm thực tế luôn nha mọi người. Nó cứng bây giờ mình nghĩ là bột mềm nó không có đâu. Khi mà nó vô cái cổ họng nha, nó cứng ngắc luôn. Cứng ơi à. Khi mà nó vô cái cổ họng nha, nó cứng ngắc luôn. Cứng ơi à. Nó cứng luôn. Nói chung nó cứng luôn. Nói chung á là cực kỳ vui, cũng như là cũng nhờ các bạn ở lớp học Hoàng Mỹ đã chỉ dẫn cũng như là bắt nhịp cùng với tụi mình. Nói chung là rất là vui và cảm ơn lớp học Hoàng Mỹ cũng như cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Còn những gì mà Mie muốn nói thì tất cả các bạn ở đây cũng đã nói hết rồi. Thì Mie cũng cảm ơn mọi người, cảm ơn lớp học Hoàng Mỹ đã cho Mie và cùng các bạn tham gia ngày hôm nay, cùng các bạn lăn xả chơi đùa, cũng gọi là tới đâu luôn á, tới công chuyện luôn á. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Rồi, và quan trọng là tụi mình nó phải cảm ơn các anh chị ekip đã cùng cực với mình tới giờ này, đúng không? Mấy số rồi. Đang dọn rồi luôn. Đó, mọi người vẫn đang dọn đồ nè. Mọi người là những người tới sớm nhất mà cũng là người tới về trễ nhất. Đúng rồi. Phải dọn hết rồi mọi người mới về được. Rồi mình cắt lại đây chị camera ngoài tay nó bị chắc rồi. Không, mình phải nói nhiều mình có cắt được. Chắc là để mọi người dọn đồ đi. Rồi mình về mình dọn đồ của mình. Cảm ơn chị camera đã nhiệt tình vì tụi em ạ. À.